Cây xà cừ còn được gọi với cái tên khác là sọ khỉ, quả gỗ, là một cây thuộc họ xoan. Cây xà cừ có tên khoa học là Khaya senegalensis. Xà cừ được mọc tự nhiên ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng loại cây này phát triển tốt nhất ở các quốc gia châu Phi. Ở nước ta loại cây này khá phổ biến được trồng khắp cả nước. Xà cừ thuộc nhóm một trong số những loại cây cổ thụ ở Việt Nam. Tuổi thọ của nó càng cao thì xà cừ lại mang đến nhiều giá trị cho con người. Cây xà cừ là loại cây đại mộc chúng có thể cao từ 35 đến 40 mét, đường kính rất rộng có thể đến tầm 2 mét. Vỏ cây màu nâu xám, bị nứt như hình đồng tiền và tròn như cái sọ nên có cái tên khác là sọ khỉ. Cây xà cừ sinh trưởng khá tốt trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài ra cây còn có thể phát triển tốt trên nhiều loại đất chẳng hạn như nền đất cát của vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Nhờ vào thân cây vẫn rất chắc chắn và to lớn mà các thớ gỗ từ cây xà cừ có cảm giác rắn chắc, phần thịt sâu bên trong thì mịn màng gỗ xà cừ có viền màu đỏ nhạt vào sâu hơn bên trong lõi gỗ thì có màu đỏ tươi và có hơi chút đậm màu. Nhờ vào thân cây khá to cùng với rất nhiều cành nhỏ uốn cong, tán là rậm rạp mà loại cây này còn được trồng để lấy bóng mát. Gỗ xà cừ có tốt không khi được sử dụng làm đồ dùng nội thất? Để trả lời cho câu hỏi liệu gỗ xà cừ có tốt không khi được sử dụng làm đồ dùng nội thất, chúng ta hãy tìm hiểu thông qua những ưu và nhược điểm của loại gỗ này nhé. Ưu điểm gỗ xà cừ có tính thẩm mỹ cao, màu sáng nhẹ đẹp, vân láng và mịn màng giống gỗ kim dao không có những vân màu đỏ sậm như gỗ hồng đào. Tom gỗ xà cử bao giờ cũng liên kết tốt sơ thân với nước, giúp chờ thớ gỗ có độ ổn định cao. Những ưa điểm trên dẫn đến nhiều người có xu thế dùng gỗ xà cử làm đồ nội thất. Nhược điểm nếu như gỗ xà cử không được xử lý một cách chuyên nghiệp thì rất dễ bị nứt rãnh hay bị cong hoặc vênh. Màu sắc của gỗ xà cử hết sức đẹp mắt. Nó có hai màu rất đặc trưng của gỗ tự nhiên là màu đỏ nhạt ở viền và màu đỏ thấm bên trong lõi gỗ hai màu sắc hài hòa này sẽ làm tăng thêm phần thu hút cho không gian của căn nhà tuy chỉ có một màu đỏ duy nhất nhưng nó có thể phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất khác nhau ngoài ra đường vân của gỗ khá mịn và liền nhau giúp tạo nên những món đồ nội thất tuy là nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng giá trị kinh tế cây xà cứ phát triển ngay trong cả những loại đất khô cằn lại ít bị sâu bệnh xâm lấn chúng mọc và phát triển nhanh cho nên dễ trồng ít tốn công cũng như đem lại lợi nhuận cao nhiều người dân thay vì trồng gỗ tràm đã chuyển sang trồng xà cừ đem lại hiệu quả cao lại dễ trồng hơn đến 3 lần. Gỗ xà cừ tùy theo tuổi đời và nguồn gốc khác nhau thì giá thành cùng thay đổi theo. Trung bình từ 3 đến 6 triệu VND trên M3, gỗ nhập khẩu thường đắt hơn gỗ trong nước. Qua những chia sẻ trên của chúng tôi về cây gỗ xà cừ có lẽ bạn đã thêm phần am hiểu về loại gỗ này. Quý vị yêu mến đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều vi, kiến thức thú vị khác.